Một làn sóng rút tiền ồ ạt từ các ngân hàng đang diễn ra tại Cộng hòa Síp sau khi chính phủ quyết định đánh thuế một lần đối với tiền gửi ngân hàng. Kế hoạch đánh thuế tiền gửi ngân hàng là một trong những điều kiện mà bộ ba chủ nợ là Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF yêu cầu thực hiện để đổi lấy gói cứu trợ trị giá 10 tỷ euro nhằm cứu nền kinh tế Síp ra khỏi tình trạng phá sản. Làn sóng rút tiền tại Síp đang được dự đoán sẽ lan ra nhiều nước châu Âu. Các điểm rút tiền ở thủ đô Nicosia của Cộng hòa Síp đã cạn tiền do người dân đã ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng sau khi hay tin chính phủ sẽ đánh thuế 9,9% đối với số tiền gửi trị giá 100.000 euro trở lên và 6,75% đối với khoản tiền gửi dưới 100.000 euro. Từ ngày mai, tài khoản của tôi ở Síp sẽ bằng không. Tôi sẽ gửi tiền sang nước khác hoặc làm gì đó tương tự. Bởi vì ai biết trong 6 tháng nữa họ sẽ làm gì, họ sẽ tăng thuế thêm 10% nữa chẳng hạn. Lo ngại làn sóng đổ vỡ của các ngân hàng, chính phủ Síp hôm nay đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ các ngân hàng trong vòng 2 ngày. Dự kiến hôm nay 19 tháng 3, Quốc hội Síp sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp nhằm quyết định sẽ đánh thuế bao nhiêu phần trăm với tài khoản ngân hàng. Theo đề xuất mới, Síp sẽ vẫn huy động đủ 5,8 tỷ euro tương đương với 7,6 tỷ đô la cần thiết để có thể nhận được khoản cứu trợ 10 tỷ euro. Tuy nhiên, các mức thuế sẽ được chia làm 3 mức thay vì 2 mức như hiện nay. Tổng thống Síp trấn an người dân và hứa hẹn những người tiếp tục gửi tiền ở ngân hàng Síp trong vòng 2 năm tới sẽ được ngân hàng đưa ra những cam kết có lợi liên quan tới lợi nhuận từ khai thác khí tự nhiên. Tất cả người dân Síp cần phải nhận thức rằng đất nước đang trong tình trạng khẩn cấp. Không may là chúng ta đang phải sống qua thời kỳ bi thảm nhất kể từ năm 1974. Các bạn đều nhận thấy rằng chúng ta cần phải thực hiện cải cách để tránh nguy cơ phá sản. Ở châu Âu, câu chuyện từ Síp đã tạo ra một bầu tâm lý lo sợ đối với cả người dân và các nhà đầu tư. Các nhà phân tích lo ngại rằng những người gửi tiền ở các nước khác như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia cũng sẽ rút tiền và chuyển đến nơi an toàn. Sự lây lan này sẽ làm mất an toàn cả hệ thống ngân hàng khu vực đồng tiền chung châu Eurozone. Liên minh châu Âu cần cân nhắc về đánh thuế tài sản tiền gửi của người dân. Cộng hòa Síp là quốc gia nhỏ nhất Liên minh châu Âu, nhưng họ đích xác là một thành viên EU. Và người ta lo ngại rằng các nước khác như Tây Ban Nha hay Italia cũng sẽ làm như vậy nếu phải xin cứu trợ. Lo ngại từ các bất ổn ở Síp, chứng khoán trên khắp các châu lục rực sắc đỏ, đồng euro giảm giá mạnh. Tại châu Á, đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây.